Xin chào bà con, tôi xin tự giới thiệu, dân gian gọi tôi là heo nọc, trừ bát giới. Còn chị em ở xóm này phong cho tôi biệt danh là Hợi Ca, tức là trai đẹp làng Hợi đó nha. Nhưng dù gọi là gì thì tôi cũng rất là tự hào. Ê Hợi, đi cưới vợ nè mày. Không, mới cưới hôm qua, bữa nay ông bắt tôi đi cưới nữa. Bộ ông tưởng heo thì không biết mệt hả? Nhưng mà nghe đâu hôm nay cô dâu đẹp lắm. Thôi ráng đi coi thử coi sao. Ôi cha cha, ông và vợ sao nhiều con gái quá, mà em nào cũng trắng trẻo trẻ đẹp hết trơn. Chắc là em này quá, hay là em này. Mày làm gì mà chân cẳng mềm nhũn vậy Hợi? Ông thử, một năm cưới cả trăm bà vợ như tôi coi có đi nổi không. Năm rồi giá heo hơi liên tục tăng cao, các cô các em đua nhau đẻ, Hợi tôi còn đi nổi như vậy là hên rồi. Trứng gà hả? Đưa đây. Ông còn cầm nữa, tôi tháo tay ông bây giờ. Hơi, kiểu này không biết có làm việc nổi tới 5 năm như thông thường không nữa, hay là phải về hưu sớm đây. Thôi, ráng nghỉ ngơi, làm rể thêm chừng 100 nhà nữa rồi nghỉ sớm cũng được.